Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ đừng quên bấm nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay bên em mua được hơn chục cái bộ mic Beo vị tím mã 790A các bác nhé, mã 790A. Tay chân còn rất là đẹp. Đấy, mua đúng thời điểm, gọi là chủ hàng đang chạy dịch Covid, thế là mua được giá tốt hơn bình thường một chút. Đấy, 790A gia tốc tự ngắt mà tay đuôi chuột này. Đấy, mà hôm nay em bán cho các bác được với cái giá là 2.500.000 bao ship. Thế là bác nào mà đang có nhu cầu tìm mic mà thấy video này thì ấy, thật là nhanh tay các bác nhé. Đấy, mic vỉ tím chính hãng Beyer này các bác này. Đấy, em thì chỉ bán hàng bãi xịn thôi nhé, kênh của em là chỉ bán hàng bãi xịn thôi. Có như nào thì nói như vậy nhé. Đấy, chất âm của cái dòng này thì nó đã được khẳng định ở Việt Nam mình 2 năm nay rồi. Thế là có hát test chất âm về cái dòng này cũng chỉ bằng thừa đấy các bạn. Đấy, báo có hàng để các bác nào mà đang tìm thì các bác mua thôi. Tay màu vàng gold, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy. Gia tốc tự ngắt đầy đủ, tất cả lẫy kẹp pin nó còn nguyên. Chỉ tiếc mỗi một điều là cái lô này nó không có nhiều để phục vụ các bác. Bình thường giá này nó tầm 2 triệu 6, 2 triệu 7, 2 triệu 8 nếu như cái bộ đẹp này. Đấy, lô này mua được giá đẹp, em bán giá đẹp. Chứ cái nếu mà cái lô này mà kể cả bán đúng cái giá 26, 27 thì các bác vẫn sẽ mua. Đấy, nhưng mà em mua được giá tốt thì em bán giá tốt cho các bác nhé. Đấy, các bác nhìn. Đấy, từ những cái nút bấm này nó vẫn còn nguyên cái răng này, rất là mới. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 2. Rồi, xuất sắc luôn. Đấy, có hơn chục bộ các bác nhé. Có hơn chục bộ. Đây, mẫu đầu thu đây. Đây là em đấy, vừa về đây đầu thu em chưa vệ sinh mấy đâu. Đấy, em vệ sinh cái tay mic trước thôi. Rất là dễ phối ghép với bộ dàn của nhà các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, 790, 790A là màn cam này. Đấy, 790. Lấy kẹp pin còn đầy đủ hết các bác nhé. 2.500.000 bộ. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866 hoặc số điện thoại 0868893777. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.